Và anh Hiếu này. Đấy. Anh nói gì với mấy anh em CL ở nhà đi anh? Giờ anh em CL kia. Rồi. Anh Hoàng còn chưa cảm giác gì anh Hiếu. Ý anh Hoàng chưa cảm giác gì hết trơn. Không phải xuống vèo đâu. Nó hoàng hoàng rồi cũng có phục nó lên. Ý của anh Hoàng là anh Hoàng rất là hụt hẫng gì. Anh Hoàng tưởng nó rất là cao hay là khó khăn gì với anh Hoàng. Nhưng không ngờ là nó quá dễ dàng với anh Hoàng đó. Lên đỉnh mà Hiếu hụt hẫng quá. Lên đỉnh hụt hẫng quá. Để cậu qua đi để tôi phỏng vấn. Đây 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 đây. Cảm giác của anh khi lên đỉnh anh thấy thế nào anh? Đổ mồ hôi nha. Đổ ra mồ hôi tí. Cho nó có vẻ nè. Có mồ hôi mẹ mồ hôi con. Cho nó thấy anh dữ dằn chưa? Thôi phỏng vấn lại nhá. Đoạn trước cắt. Cảm giác khi lên đỉnh anh thấy thế nào? Khi lên đúng rồi. Anh sẽ làm gì sau khi lên đỉnh? Bây giờ leo xuống thôi. Hồi đợt mình đi lên tới trên đỉnh mà đó mà tới 12 giờ mấy luôn mà mình đi giờ mới 9 mấy. Mình đi quá nhanh. Về tới cái xe của mình á, thì khoảng 11 giờ mình bắt. Đãi một bữa bánh canh. Bánh canh à. Long sơn hả? Long sơn đâu thành. Thôi, cứ đi theo người cầm lái. Giờ là theo người cầm lái kia ạ. Cái lần đó đi bên này cũng là để ý đường á. Vừa đi vừa chơi không ăn rớt mà. Giữa cái đồng trống á. Cô đá có phải mình lên không? Không phải đấy. Đi xuống có vẻ là đi chậm hơn ấy. Ủa kệ giống chúng mình vậy? Đúng rồi. Căng quá thiếu hả? Anh Hoàng nó còn mới lắm, phải cũ đâu, chứ đâu nó phải của anh Hoàng. Chối bỏ rồi anh Hiếu ơi. Ồ, có cái chùa đó.
nghe tiếng chuông đấy. Từ này chúng ta lại bắt đầu đi lên chùa. Nghe tiếng chuông ấy. Thấy cái ống chụp hình là thấy dữ dằn thằng Hồng rồi. Hello. Conan. Dạ. Right color. Đưa ring ạ. Đi con đường này đá. Đi Bà Đen thì nó gần hơn cái này vậy. Nó có 1 km thôi. Nó chỉ có 1 km thôi nhưng mà leo thì còi kinh hồn đấy. À, cái này 10 mấy km nhưng mà bình thường. Ồ vậy hả? Đi về là giặt giày luôn hả? Và wow. Là do nó dơ quá. Nó đỏ. Đi đây là quá đã. Đây là đi nói chung là cũng chỉ bình thường thôi. Cái là nó dốc viết rồi cái kiểu thôi. Nhưng mà đợt sau mình đi cái đường nào mà có suối anh hiểu? Hả? Anh Linh hả? À dài hết. Wow. Cung đường này thì nói chung cũng rất là thoải mái, cũng rất là mát. Chỉ có đi tới cái đoạn này thì nó hơi nắng một tí xíu. Pleiku nhiệt độ mát đã lắm nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hay đấy. Đã thế chứ. Cây cực kỳ mát mẻ luôn. Mát cực kỳ luôn. Wow, thiếu đi dữ quá. Mình đi đủ các thể loại nha. Chỉ có là không qua được suối thôi. Chứ là mình đi gần như là đủ các thể loại. Cát, đất, đá, dốc, treo. Rồi bây giờ mình đi đường nhựa luôn. Các thể loại. Rồi, anh Hoàng giờ lên, anh Hoàng vẫn còn chạy được nha. Đấy, vẫn còn chạy được nha. Trong mỗi đời phá vôi, xây cùng nhau người ơi, chút nồng thơm cuối đời, vương dùng nhau sợi tóc, giang buộc trời sinh đôi. Cơn mưa như nước mắt, phủ kính đời muộn phiền. Gian chung đã hết, tháng ngày riêng cũng phai. Ngày mai ta bỏ đi, trần gian xin trả lại. Đã tàn nào vô chi, chết một đời rêu.